Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha mình nha. Cây này liền cốt nha mình, liền cốt nha. Cây rất là già luôn. Ngay chỗ này là cái đầu lũ khô nha mình nha. Mấy cái đầu chi nè, sống khỏe nha. Cây này có mã số là 228, có số đo tổng hoành nhà vườn đo là 110. Cây cao tính từ cái mặt bầu nha, cho tới cái đầu thân chính nha mình, tới đầu thân chính nha. Là 56, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 45 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,2 triệu bao ship với nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Và nhà mình lên cái chậu giam nó là ok nha. Nhà vườn mới cắt tỉa chi rồi cho nó gọn gàng lại nè. Liền cốt quá nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cực chi ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 228, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,2 triệu bao ship đi nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.